Lên nào. Sắp về đích rồi, cố lên. Camera. Đẹp quá vậy. Con ngồi chỗ nào? Con ngồi chỗ đó hả? Để gắn lên nhé. Tới ngày 20 đây là năm cuốn sẽ đổi cho những bạn nghèo. Sẽ được. Nhưng mà năm cuốn đổi lấy một quà. Năm cuốn đổi lấy một quà. Mình cho 10 cuốn. Ok chưa? Nè, kiếm ra lấy cái biệt đó. Giờ đây là mình gửi cái mình phải mang về gì? Chỗ này là gì? Chỗ này được đồ hả? Đồ gỗ. Đồ gỗ được gì? Đồ ngủ để trải thảm. Đồ ngủ để trải thảm. Chế không? Đây là ngăn của con hả?
số 25. Đây là sản phẩm của lớp. Ồ. Rồi đi tiếp thôi. Sao con phải ôm cái ba lô đó vậy con? Cái này không phải là ba lô nữa. Cái đó là gì nữa? Đồ của con hả? Vậy con mang về hả? Ok. Cái này đi đâu đó? Rồi, cứ hổ vô đi. Vậy cái